Chị Lê Vân Anh, một người phụ nữ sinh ra và lớn lên ngay trong những con phố cổ quen thuộc của Hà Nội. Những nét văn hóa, những lễ nghĩa phong tục đáng quý của người Hà Nội xưa được bà và mẹ dạy cho từ ngày còn con gái vẫn được chị giữ gìn trong gia đình nhỏ của mình. Hai vợ chồng chị đều là người Hà Nội gốc nên dường như nơi nào trong ngôi nhà cũng mang không khí của Hà Nội. Từ góc bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng thơm ngát mùi hương trầm, đến chiếc máy hát cổ nơi góc nhà khiến cho ngôi nhà vẫn vẹn nguyên cái màu sắc nhẹ nhàng, êm đềm của Hà Nội xưa cũ. Mình rất là nhớ những cái buổi sáng khi mà thức dậy, đi từ trên gác 2 xuống dưới gian bếp ở tầng 1. Thì câu đầu tiên bao giờ mình cũng phải khoanh tay. Trong gia đình nhà mình, cái thói quen khoanh tay và chào cũng như là thưa bà con đã dậy là cái câu mà có lẽ là tất cả các người cháu và người con trong gia đình đều duy trì nó thành một cái thói quen, và nó là một cái sự cung kính đối với cả người cao tuổi trong gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng chị vẫn không quên dạy cho con những lễ nghĩa thiêng liêng, những đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế lịch sự, thanh tuần của người chàng An xưa. Từ cách pha một ấm trà sao cho thật đẹp mắt mà vẫn giữ được hương vị của trà, cho đến cách mời trà sao cho nhẹ nhàng, không sỗ sàng, thô tục. Trong cái việc giao tiếp thì quan trọng nhất là chúng ta là nói chuyện luôn luôn là nhỏ nhẹ và tình cảm với nhau, đồng thời là chúng ta luôn kiềm chế mình để tránh những cái xung đột. Cứ thời gian rảnh, chị lại cùng cậu con trai cả bên cây đàn piano chơi những bản nhạc quen thuộc, những nốt nhạc du dương như vẽ lại những năm tháng êm đềm xưa cũ của Hà Nội. Như câu ca dao của người Hà Nội xưa, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chàng An. Trong cuộc sống Hà Nội hiện đại, những nét văn hóa đẹp ấy tưởng chừng như sẽ bị phai nhòa, nhưng rất nhiều người vẫn đang âm thầm gìn giữ cốt cách của người Hà Nội, gìn giữ những không gian mang dấu ấn không thể phai mờ của thủ đô ngàn năm văn hiến.